Hi everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng TOEIC tập 12. Từ đầu tiên, các bạn đọc là ability. Ở đây trọng âm của nó rơi vào âm B xuống giọng âm đầu tiên và những âm còn lại. Ability, ability, ability. Có một cách đọc khác nữa, đó là các bạn đọc âm T này thành âm D. Ability, ability, ability. Từ này là danh từ, nó có nghĩa là năng lực, khả năng, tài năng. Ability, ability. Từ thứ hai các bạn đọc là apply, trọng âm của nó rơi vào âm apply, âm thứ hai đấy. Apply, apply. Đây là động từ, nó có nghĩa là nộp, ứng tuyển. Apply, apply. Các bạn nhớ là ờ nhé, hoặc là à cũng được. À thì nó đúng được khoảng 80%. Tuy nhiên các bạn nên tập cái thói quen đọc là ờ. Apply, apply, apply. Từ tiếp theo các bạn đọc là background. Đọc nhanh là background, background. Các bạn nhớ kết thúc bằng âm D nhé. Background, background. Đây là danh từ, nó có nghĩa là kiến thức, kinh nghiệm. Ở đây cái từ back các bạn có thể chuyển thành âm A bẹt, nghĩa là giữa âm A và âm E. Có thể đọc là back, back, background, background. Tuy nhiên như những lần trước mình đã hướng dẫn, âm A bao giờ cũng dễ hơn, nên các bạn cứ đọc là âm A thôi. Background, background. Cụm từ tiếp theo các bạn đọc là be ready for. Các bạn nhớ chữ for, các bạn kéo dài nó ra nhé. For, be ready for, be ready for. Đây là cụm động từ, nó có nghĩa là sẵn sàng cho. Be ready for, be ready for, rất đơn giản. Be ready for. Cụm từ tiếp theo, cái từ đầu tiên này các bạn đọc là call. Các bạn nhớ là có âm o nhé. Sau âm o là nó đến âm o, call, call. Và từ thứ hai thì cách đọc rất đơn giản, đọc như cách viết thôi, in. Call in, call in. Tuy nhiên cái cụm từ này các bạn có thể nối chữ L này với âm in thành là Colin, Colin, Colin. Nếu như các bạn nào không quen nối thì các bạn có thể tách nó ra, Colin, à call in nha các bạn, call in, call in. Đây có nghĩa là yêu cầu, mời tới, call in. Từ tiếp theo các bạn đọc là confidence, confidence. Ở đây trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm con, con. Các bạn nhớ khờ nó ra nhé, nó không phải là con, nó là con. Confidence, xuống giọng hai âm tiếp theo, fidence. Và kết thúc bằng âm sờ nhé, confidence, confidence. Nó có nghĩa là sự tin tưởng, sự tin cậy. Confidence, confidence. Từ tiếp theo các bạn đọc là concertly. Ở đây trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm con. Và các bạn nhớ quan trọng ở đây là âm sờ nhé, không thể bỏ âm sờ này được. Cái âm T này, âm T này thì các bạn có thể bỏ. Các bạn có thể đọc là constantly, constantly, constantly. Nó có nghĩa là luôn luôn, liên tục, liên miên. Constantly, constantly. Từ tiếp theo, trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, đọc là X. Các bạn nhớ có âm sờ nhé, X, X. Và âm thứ hai là âm ơ các bạn nhé, nó xuống giọng. Expert, expert, expert. Và kết thúc bằng âm T bắn hơi nhé, expert. Nó có nghĩa là chuyên gia, expert, expert.
Có cách đọc thứ hai từ này các bạn có thể đọc là expert, không cần âm t bắn hơi cũng được, thì cái độ chính xác của nó được khoảng 90%. Expert, expert. Từ này các bạn đọc là follow, follow up. Up này có chữ P các bạn nhé, P nó bắn hơi ra một chút. Follow up, follow up. Nó có nghĩa là theo sau, bám riết. Follow up, follow up. Từ follow các bạn nhớ là trọng âm của nó là âm đầu tiên nhé, for, follow, follow up, follow up. Từ tiếp theo, trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, he, và ở đây chữ s nhưng mà cách đọc của nó là âm r các bạn nhé. He gì, he gì nhé, hesitant, 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 và kết thúc bằng âm t, hesitant. Từ này nó có nghĩa là do dự, lưỡng lự, ngập ngừng. Cái âm t này các bạn có thể bỏ nó luôn cũng được, các bạn không chú ý nó cũng được. Các bạn đọc là hesitant, hesitant, hesitant. Có một cách đọc nữa, đó là các bạn đọc âm t này thành âm d các bạn nhé. Hesitant, hesitant, hoặc là hesitant, hesitant. Từ tiếp theo các bạn đọc là present, ở đây trọng âm của nó rơi vào âm thứ hai các bạn nhé, present, và kết thúc bằng âm t bắn hơi, present, present. Âm đầu tiên là âm i và cái âm thứ hai là âm e, pre, present. Và ở đây nó ghi là âm s nhưng một cách đọc của nó là âm r các bạn nhé, present, present. Từ này có nghĩa là đưa ra, bày tỏ, giới thiệu. Cách đọc thứ hai của từ này chúng ta không cần âm t cũng được, độ chính xác của nó trên 90%, đọc là present, present, present. Từ tiếp theo phân tích nó ra, nó là weak, lì, nó có âm k và kết thúc bằng âm lì các bạn nhé, nhưng mà khi đọc nhanh thì chúng ta có thể đọc là weakly, weakly, weakly. Âm i ở đây nó hơi dài một tí các bạn nhé, weakly. Xuống giọng âm thứ hai, weakly. Từ này có nghĩa là một cách yếu ớt, yếu, ốm yếu, weakly, weakly. Nếu như các bạn muốn cẩn thận hơn thì các bạn có âm k, weakly, weakly, weakly. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for the watching. See you tomorrow. Bye.